Thi Thiên 104. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Chúa thật vĩ đại. Ngài mặc sự rực rỡ và uy nghi, Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng như chiếc áo, dương các tầng trời ra như liều trại. Ngài đặt các đoàn tay của phòng cao Ngài trên khối nước trên cao, dùng mây làm xe ngựa và cưỡi trên cánh gió. Ngài sai gió làm sứ giả của Ngài, ngọn lửa làm đầy tớ Ngài. Ngài lập quả đất trên các nền của nó, đời đời nó sẽ không hề bị rúng động. Chúa lấy đại dương bao phủ đất như chiếc áo, khiến nước dâng cao hơn các núi. Nhưng khi Chúa quở trách, nước liền chạy trốn. Nghe tiếng sấm của Ngài, nước vội cuốn xa. Núi nhô lên, trũng sập xuống, đến chỗ mà Chúa đã định cho nó. Chúa định ranh giới cho nước để nước không thể vượt qua, không còn trở lại phủ ngập trên mặt đất nữa. Ngài khiến các suối phun ra trong thung lũng, chúng chảy giữa các núi đồi. Chúng cung cấp nước uống cho mọi loài thú đồng, các loài rừng cũng được giải khát. Chim trời đến làm tổ bên bờ suối ấy, và các tiếng hót giữa những cành cây. Từ phòng cao Ngài tưới các núi, đất được thỏa mãn nhờ thành quả của công việc Ngài. Ngài khiến cỏ xanh mọc lên cho súc vật, cây cối để con người chăm bón, và đất đai sinh ra thực phẩm. Rượu nho khiến lòng người hứng khởi, dầu làm cho mặt mày rạng rỡ, và bánh để ăn cho đỡ đói lòng. Cây cối của Đức Giê-hô-va được gọi nhuần mưa móc, tức cây ba hương tại Liban mà Ngài đã trồng. Các loài chim đến xây tổ ấm và bầy cò lót ổ trên những ngọn cây ấy. Núi cao là nơi ở của dơi rừng, vách đá là chỗ ẩn núp của chuột đồng. Ngài đã làm nên mặt trăng để phân định thời tiết, mặt trời biết giờ nó lặn. Chúa làm nên bóng tối, tức ban đêm, là lúc các thú rừng đi tìm mồi. Sư tử tơ gầm thét khi săn mồi và tìm thức ăn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng. Khi mặt trời mọc, chúng rút về và nằm trong hang. Bấy giờ, loài người đi ra làm việc và làm cho đến chiều tối. Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao. Ngài đã dựng nên tất cả một cách khôn ngoan. Trái đất đầy dẫy các tạo vật của Ngài, còn biển thì rộng lớn bao la, trong đó có vô số các loài sinh vật nhỏ và lớn. Tàu thuyền đi lại trên đó, cũng có loài Leviathan mà Chúa đã dựng nên để đùa giỡn trong đó. Mọi sinh vật ấy trong đời Chúa, để Ngài ban thức ăn cho chúng phải thì, Chúa ban cho chúng và chúng nhận lấy. Chúa xòe tay ra khiến chúng được no nê các vật tốt. Nhưng khi Chúa ẩn mặt, chúng kinh hãi. Chúa cất hơi thở chúng đi, chúng chết và trở về bụi đất. Khi Chúa truyền sinh khí, chúng được dựng nên. Chúa làm cho mặt đất tươi mới. Nguyện vinh quang của Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi. Nguyện Đức Giê-hô-va hài lòng về công việc Ngài. Ngài nhìn vào đất, đất rúng động. Ngài chạm đến núi, núi bốc khói. Nếu con sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Nếu con còn sống chừng nào, con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời con chừng nấy. Nguyện sự suy ngẫm của con đẹp lòng Ngài. Vì con vui mừng trong Đức Giê-hô-va, nguyện tội nhân bị diệt khỏi đất và kẻ ác chẳng còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Gia-cơ chương 1. Gia-cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ, kính gửi 12 bộ tộc đang sống tản lạc khắp nơi. Chúc anh em an vui. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời,
thì Ngài sẽ ban cho. Vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình. Anh em nào ở chỗ thấp kém, hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình. Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình. Vì người sẽ qua đi như hoa cỏ, mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt, làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Người giàu cũng sẽ khô héo giữa những toan tính mình như vậy. Phước cho người chịu đựng sự thử thách, vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Đang lúc bị cám dỗ, đừng ai nói: "Ta bị Đức Chúa Trời cám dỗ." Vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mọi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi, tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối. Mọi ân lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng. Trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. Ngài đã dùng lời chân lý sinh ra chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài. Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo, thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do, và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình. Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích. Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Ê-xê-chi-ên chương 13. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: "Hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại bọn tiên tri của Israel, là những kẻ đang nói tiên tri. Và con hãy bảo bọn nói tiên tri theo ý riêng mình rằng: hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán: khốn cho bọn tiên tri dại dột, theo thần riêng mình và không thấy gì cả. Hỡi Israel, bọn tiên tri của ngươi giống như những con cáo ở chốn hoang tàn. Các ngươi chưa đi lên những chỗ sức mẻ và không sửa lại tường thành cho nhà Israel, để nó có thể đứng vững mà chiến đấu trong ngày Đức Giê-hô-va. Chúng đã thấy điều hư không và bói toán dối trá. Chúng nói rằng: Đức Giê-hô-va có phán, nhưng Đức Giê-hô-va đã không sai chúng. Thế mà chúng mong Ngài làm cho lời chúng nói trở thành sự thật. Chẳng phải các ngươi đã thấy khải tượng hư không và bói toán dối trá khi các ngươi nói rằng: Đức Giê-hô-va có phán, mà thật ra ta chưa hề phán sao? Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: vì các ngươi nói những lời hư không, thấy những điều dối trá, nên ta chống lại các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy: tay ta sẽ chống lại bọn tiên tri thấy khải tượng hư không, bói toán dối trá. Chúng sẽ không dự vào hội đồng của dân ta nữa, không được ghi vào sổ nhà Israel nữa, và không bước vào đất của Israel. Bây giờ,
các ngươi sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Thật vậy, vì chúng lừa dối dân ta, nói rằng bình an mà chẳng có bình an gì cả. Khi có ai xây tường thì này, chúng chát vôi trắng lên. Hãy nói với bọn chát vôi trắng đó rằng tường ấy sẽ sụp đổ, mưa to sẽ đến. Hỡi mưa đá lớn, ngươi sẽ sa xuống và gió bão sẽ xé rách tường ấy. Khi tường đổ xuống, chẳng phải người ta hỏi các ngươi rằng vôi mà các ngươi đã chát trên tường bây giờ ở đâu rồi? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán, trong cơn giận ta sẽ khiến gió bão xé rách nó, trong cơn thịnh nộ ta sai mưa lũ đến, và trong cơn giận dữ ta giáng mưa đá lớn hủy diệt nó. Ta sẽ phá đổ bức tường mà các ngươi đã chét vôi trắng lên, hạ nó sát đất đến nỗi chỉ còn trơ trọi cái nền của tường. Khi tường đổ xuống, các ngươi sẽ bị tiêu diệt trong đó và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ trút hết cơn giận trên tường và kẻ chét vôi trắng trên nó. Ta sẽ nói với các ngươi rằng tường chẳng còn nữa, những kẻ chát voi cũng vậy. Họ là các kẻ tiên tri của Israel đã nói tiên tri về Jerusalem và thấy khải tượng bình an cho thành ấy mà không có bình an gì cả. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Hỡi con người, con hãy quay mặt lại với các con gái của dân tộc con, là những kẻ nói tiên tri theo ý riêng mình, và con hãy nói tiên tri chống lại chúng. Hãy bảo chúng rằng Chúa Giê-hô-va phán: Khốn cho những đàn bà mai giải bùa đeo nơi cổ tay và làm khăn che đầu đủ cỡ để săn linh hồn. Các ngươi muốn săn đuổi linh hồn dân ta để bảo vệ linh hồn các ngươi sao? Các ngươi đã làm nhục ta giữa dân ta vì mấy nắm mạch nha và mấy miếng bánh mì. Các ngươi lừa dối dân ta là kẻ thích nghe những lời dối trá ấy để giết chết những kẻ không đáng chết và cho sống những kẻ không đáng sống. Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: Này, ta ghét những giải bùa của các ngươi mà các ngươi dùng để săn linh hồn như đánh bẫy chim. Ta sẽ rút họ ra khỏi cánh tay các ngươi và thả những linh hồn mà các ngươi đã săn như chim ấy. Ta cũng sẽ xé khăn các ngươi và cứu dân ta khỏi tay các ngươi. Họ sẽ không ở trong tay các ngươi như miếng mồi nữa. Bây giờ, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi lấy điều dối trá làm nản lòng người công chính, mà chính ta cũng chưa bao giờ làm họ nản lòng. Nhưng các ngươi làm cho tay kẻ ác mạnh lên, để chúng không tự bỏ đường lối ác mình hầu được sống. Các ngươi sẽ không còn thấy khải tượng hư không và coi bói toán nữa. Ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tay các ngươi, và bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chi-ên chương 14. Một vài trưởng lão của Israel đến với tôi và ngồi trước mặt tôi. Bây giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, những kẻ này mang thần tượng mình trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho vấp phạm. Vậy ta có nên để họ tiếp tục cầu hỏi ta chăng? Vì thế, hãy nói với họ rằng, Chúa Giê-hô-va phán: Nếu người nào trong nhà Israel mang thần tượng mình trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho vấp phạm, rồi người ấy lại đến với nhà tiên tri, thì chính ta là Đức Giê-hô-va sẽ trả lời cho nó về vô số thần tượng của nó. Như thế, ta sẽ thu phục lòng dân Israel vốn đã lìa xa ta vì thờ thần tượng. Vì vậy, hãy nói với nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán: Hãy quay trở lại, từ bỏ thần tượng các ngươi, quay mặt khỏi mọi sự kinh tởm của các ngươi. Vì tất cả mọi người Israel hay khách lạ trú ngụ trong Israel đã lìa xa ta mà mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho vấp phạm, rồi đến với nhà tiên tri để cầu hỏi ta, thì chính ta là Đức Giê-hô-va sẽ trả lời cho nó. Ta sẽ hướng mặt chống lại người ấy, khiến nó trở nên dấu lạ và câu tục ngữ. Ta sẽ loại bỏ nó khỏi dân ta. Bây giờ, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Nếu kẻ tiên tri nào bị dụ dỗ mà nói lời nào đó, thì chính ta, Đức Giê-hô-va, sẽ để cho kẻ tiên tri ấy bị dụ dỗ, và ta sẽ giăng tay chống lại nó.
tiêu diệt nó khỏi dân Israel của ta. Cả hai sẽ bị trừng phạt. Sự trừng phạt dành cho kẻ tiên tri và sự trừng phạt dành cho kẻ cầu hỏi đều như nhau. Nhờ đó, nhà Israel không còn lầm lạc xa cách ta nữa và cũng không làm ô uế mình nữa bởi mọi vi phạm. Nhưng họ sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, đất nước nào không trung thành và phạm tội chống lại ta, và ta sẽ giơ tay ra chống lại nó, cắt đứt nguồn lương thực của nó, giáng cơn đói kém và diệt hết người cùng thú vật trong đó, thì dù trong đất nước đó có ba người này là Nô-ê, Đa-ni-ên và Giớp, cũng chỉ cứu được linh hồn của họ nhờ sự công chính của họ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Nếu ta sai thú dữ đi khắp nơi phá hại và khiến đất hoang vu, đến nỗi chẳng ai dám đi qua vì sợ các thú ấy, và nếu trong xứ có ba người đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ, nhưng họ chỉ được cứu một mình, còn đất thì bị hoang vu. Hay là nếu ta sai gươm đao đến trên đất đó và phán, gươm đao phải trải qua trong xứ và ta tiêu diệt người và thú vật trong đó, thì dù trong xứ có ba người đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ, nhưng chỉ được cứu một mình. Hay là nếu ta sai ông dịch đến trong đất đó, nếu ta trút cơn giận mà làm đổ máu, diệt hết người và thú vật khỏi nó, thì dù có Nô-ê, Đa-ni-ên và Giớp ở đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ, nhưng chỉ cứu được mạng sống họ nhờ sự công chính của họ mà thôi. Vậy Chúa Giê-hô-va phán, ta lấy bốn sự trừng phạt nặng này, tức là gươm đao, đói kém, thú dữ và dịch bệnh mà giáng trên Jerusalem, để hủy diệt người và thú vật trong đó. Tuy nhiên, này, những người còn sót lại, kể cả con trai, con gái, sẽ được đem ra khỏi xứ mà họ sẽ đi đến với các ngươi. Các ngươi sẽ thấy đường lối và việc làm của họ, thì sẽ tự an ủi mình về tai họa ta đã giáng trên Jerusalem, tức là mọi điều mà ta đã giáng trên nó. Phải, họ sẽ làm cho các ngươi được an ủi khi các ngươi thấy đường lối và việc làm của họ, và các ngươi sẽ hiểu rằng chẳng phải là vô cớ mà ta đã giáng mọi điều ấy cho Jerusalem. Đức Giê-hô-va phán vậy.